mọi người, Lan Anh đây, rất vinh được gặp mọi người trong video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay sẽ là bắt đầu chuỗi series Gái Một Con trong mộng của mắt của Lan. Rồi bắt đầu với da mặt. Nếu các bạn chưa subscribe YouTube của Lan Anh thì nhớ nhấn subscribe và nhớ nhấn vào hình chuông bên dưới để chúng ta có thể gặp lại nhau ở những video tiếp theo nha. Đồng thời đừng quên là follow Lan ở trên Instagram và Facebook. Video ngày hôm nay sẽ là về da mặt. Cách Lan Anh chăm sóc da mặt như thế nào trong thời gian ở cử. Da sáng kiểu trắng sáng bật tông luôn vậy á. Thì Lan biết là cái thời gian này mọi người hạn chế ra đường. Lan sẽ để tất cả các đường link của sản phẩm Lan dùng ở phần mô tả bên dưới, mọi người nhớ check nha. Lan cũng sẽ để tất cả các shop, nói các shop mà Lan hay mua đồ ở đâu để cho các bạn có thể yên tâm shopping online. Đầu tiên á thì mình sẽ đi từ morning skincare routine tới buổi tối luôn. Buổi sáng Lan khá lười. Lan rút gọn, không có dùng treatment buổi sáng. Lan sẽ sử dụng một loại essence, một kem mắt và một kem chống nắng. Lan Anh á là trước khi dùng kem chống nắng thì Lan luôn muốn có một cái lớp dưỡng trước. Đó chính là đây là một cái ampoule làm từ artisanal và nó sẽ giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da của mình. Cái này thì Lan đã có review rất là chi tiết ở một video tất cả về các sản phẩm SSY. Lan sẽ để cái đường link ở bên trên cho các bạn coi nha. Thì đầu tiên thì Lan sẽ rửa mặt là bằng nước sạch thôi. Sau đó thì Lan sẽ sử dụng em này. Tiếp theo là kem mắt. Đây, Lan vẫn sử dụng AHC The Pure Real Eye Cream for Face. Thì đây vẫn có thể làm kem dưỡng toàn mặt nếu các bạn thích. Nhưng mà Lan thì chỉ sử dụng kem cho vùng mắt thôi. Bởi vì đó là 2 tháng rồi là Lan Anh không có ngủ đủ một giấc nào 8 tiếng hết. Cho nên là cực kỳ phải dưỡng cho cái vùng mắt đó càng ẩm càng tốt, không nó sẽ bị nứt. Mặc dù Lan dưỡng ẩm rất là kỹ nhưng mà nó vẫn khá là nứt. Bởi vì Lan ngủ không đủ, bởi vì tối Lan phải dậy hút sữa nè, rồi chăm bé. Để nói về em này thì em này á là Lan đã review rồi, nhưng mà Lan vẫn sẽ review lại cho các bạn. Thì em này nó làm một cái nhiệm vụ rất là tốt, chính là cấp ẩm cho cái vùng da mỏng ở dưới mắt. Cũng như là nếu mà da các bạn mà kiểu hơi khô, muốn tiết kiệm thì các bạn có thể sử dụng kem này làm kem dưỡng cho toàn mặt luôn cũng được. Dưới mắt là da rất là mỏng và rất là khô. Thứ hai là cái vùng rãnh cười này nè, mình cười nhiều, mình hoạt động cơ miệng nhiều, rãnh cười của mình sẽ nứt ra. Cái này nó là cứu Lan Anh phần nào cái sự khô ở trên mắt của Lan Anh. Cho nên là Lan rất là recommend các bạn mua em AHC này. Từ 20 tuổi trở lên là mình dưỡng ẩm cho cái vùng mắt nhiều lên là nó sẽ ngăn ngừa được cái sự nứt, cái sự khô da ở trên mắt của mình. Thì em này á là có rất là nhiều vitamin để nó cung cấp những cái dưỡng chất cho da mình, nuôi cái làn da khô và mỏng đó. Nó sẽ làm đầy được cái rãnh cười và nếp nhăn. Nhưng mà tại vì là Lan chưa có nếp nhăn dưới mắt cho nên là Lan chưa có kiểm chứng được cái điều này. Cái chuyện mà làm sáng quầng thâm á thì Lan cũng không thể test được, bởi vì Lan không ngủ đủ. Lan sẽ không nói về cái khả năng làm sáng quầng thâm của em đó. Nhưng mà hồi lúc mà Lan chưa có xin em Ben á thì Lan dùng em này thì Lan thấy là da mắt của Lan không có bị thâm đi, mặc dù Lan có thức khuya cày phim này nọ. Lan mua em này ở Cleona. Thì mới đầu Lan không biết tới Cleona đâu, nhưng mà Lan kiểu như đi search nhiều để có thể recommend cho các bạn những cái shop bán hàng uy tín. Thì Cleona bán hàng rất là ok. Lan rất là thích mua những cái chỗ nào mà có sẵn trang web á, tại vì Lan rất là thích lên web lựa. Nếu các bạn shopping online đủ nhiều, các bạn sẽ rất là thích website. Cleona có hẳn một cái website để mình có thể vô lựa. Lan cũng như với các bạn là rất thích mua sale. Thì nếu mà Lan có tìm được cái promotion nào thì Lan sẽ insert ở bên dưới cho các bạn, cũng như là đường link để các bạn mua. Đó là xong phần kem mắt. Tiếp theo là không thể thiếu ở ban ngày, đó chính là kem chống nắng. Một cái tip rất là nhỏ xinh đúng không? Kem chống nắng Lan đang dùng là của Huxley. Thì đây là một kiện kem chống nắng hóa học. Bởi vì Lan dạo này không thích dùng kem chống nắng vật lý vì nó hơi khô so với da Lan Anh. Thì Lan dùng kem chống nắng hóa học để cho da Lan ẩm hơn, mượt hơn và lười hơn. Tại vì kem chống nắng vật lý thì Lan sẽ phải build nhiều lớp dưỡng để không có bị khô da. Còn kem chống nắng hóa học thì Lan chỉ cần một lớp mỏng của cái em khu hồi nãy và lớp kem chống nắng là ok. Thì kem chống nắng này là của Huxley, tên là Secret of Sahara Sun Cream Stay Sun Safe, có SPF 50+ và PA 4+. Đây là một cái tuyết kem chống nắng mà có 35ml thì nó hơi ít, nhưng mà nó xinh, rất xinh, nó rất là hợp với lại gu hiện tại của Lan. Đó là chính là màu xám và màu nâu, xám và nâu. Thì kem chống nắng này là một kem chống nắng có cái độ dưỡng ẩm rất là tuyệt vời đối với da của Lan Anh, và nó rất là nhẹ dịu. Tại vì bây giờ là đã xin Ben rồi cho nên Lan có thể đụng mặt với Ben bất cứ lúc nào.
cho nên là Lan cần phải kiếm một cái gì đó không có quá là stick, có quá là dính trên mặt cũng như là các thành phần hóa học nó nhiều, cho nên là Lan Anh ưu tiên chọn những loại kem chống nắng nhẹ dịu hơn như là em Huxley này. Và đây là kem chống nắng mà kiểu được claim là an toàn cho mọi người, ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em này nọ. Thì kem chống nắng này là kem chống nắng hóa học, cho nên là thoa lên da nó sẽ không có bị cái vệt trắng như là kem chống nắng vật lý để lại trên mặt. Nhưng mà kem chống nắng này có nâng tông nhẹ nha. Mỗi lần mà Lan Anh thoa em này thì da Lan sẽ được nâng lên nửa tông, nó sẽ trắng hồng, nó rất thích. Không có cần phải kiểu BB cream buổi sáng mà mặt vẫn có thể tươi tắn là ok. Cái điểm mà Lan thích ở kem này đó chính là mùi. Cái mùi kem này rất là xanh, rất là tươi xanh luôn á, nó rất là thiên nhiên, đúng xác giống Huxley là một cái brand về thiên nhiên của Hàn Quốc. Thì mỗi lần ngửi rất là mùi, nó rất là giống như là mưa, kiện lành diễn tả giống mùi nước hoa quá à, kiểu như là mưa xuống và cái hơi mưa ở cái rừng, ở cái vườn cây á. Tại vậy các bạn hiểu ra, các bạn hình dung được cái mùi đó, cái mùi rất là fresh, rất là tươi mát. Thành phần chính của em này là để làm đọc cho bạn nghe là có cactus extract, tức là chiết xuất từ cây xương rồng, prickly pear seed oil là nó có khả năng dưỡng ẩm và chống oxy hóa. Tiếp theo là một cái chất đó chính là tenfisol. Chất này sẽ làm dịu da, tăng cường cái hàng rào bảo vệ da của mình và giảm cái sự kích ứng và các đốm đỏ trên da của mình. Nếu mà bạn đi nắng lâu các bạn sẽ bị cháy nắng, nên nó sẽ làm dịu cái vết đó đi. Tiếp theo một cái chất nữa đó là sebicom. Đây là một cái chất có thể làm dịu cái vùng da mà bị tổn thương bởi tiêu UV, và quan trọng nhất đó là ngăn ngừa sự sản sinh melanin ở trên da, là những cái tác nhân gây đốm nâu, tàn nhang, cái nốt thâm mụn quỳnh bị thâm đi. Đó là có những cái hoạt chất như vậy. Thì đối với kem chống nắng hóa học á, là các bạn phải thoa 15-20 phút trước khi ra ngoài nắng. Và Lan Anh thì chỉ ở nhà thôi, cho nên là Lan thoa lúc nào cũng được. Và Lan apply lại sau khi ngủ trưa. Thì trước khi ngủ trưa Lan có rửa lại bằng nước tẩy trang và rửa lại bằng nước, sau đó thì Lan đi ngủ. Và sau đó thì Lan sẽ apply lại kem chống nắng nếu mà trước 3 giờ chiều. Và kem chống nắng hóa học thì có một cái khuyết điểm, đó chính là nó không có khát nước. Cho nên khi mà các bạn có đổ mồ hôi á, thì mình phải reapply lại kem chống nắng sau 2-3 tiếng nếu các bạn đi ngoài đường và bị đổ mồ hôi. Hôm nay là Lan Anh vừa mới tung tăng ra khỏi nhà để Lan đi Vincom. Từ nhà Lan Anh tới Vincom rất là xa. Thì dùng bên này Lan da Lan không bị sạm, không bị đỏ, không bị nóng rát ở dưới nắng. Và nó có một cái độ ẩm khá là tốt ở trên da, nó làm cho da Lan glowy nhưng mà nó không có bị đổ dầu. Okay. Lan nghĩ nếu mà các bạn nào da dầu thì có thể dùng em này không sử dụng dưỡng. Còn những bạn nào da khô thì có thể ép thêm một lớp serum mỏng thôi nha, bởi vì cái độ dưỡng mình rất là tốt. Và em này thì Lan cũng mua ở Cleona luôn, bởi vì Lan lướt một hồi thì Lan mua tầm 2 sản phẩm đến là mức tiền ship đó. Thì Cleona là có rất là nhiều brand giống như là Maybelline, Lemonade, Naruko, Dr. Morita, rồi những cái mặt nạ rất là ok. Khi mà mua đồ ở Cleona thì có cả tem chính hãng nữa, cho nên là rất là ok để mua ở đây. Lan sẽ để link mua hai em này cũng như là các promotion Lan tìm được ở cái thời điểm hiện tại để bên dưới cho các bạn luôn nha. Ok, đó là xong hết buổi sáng. Tới buổi tối, thì tới buổi tối là buổi mà Lan cần phải chăm sóc nhiều hơn, cần có những cái đặc trị ok hơn. Đầu tiên đó, mà ngày nào mà Lan có make up như thế này nhưng mà rất ít thôi, thì Lan Anh sẽ sử dụng nước tẩy trang của L'Oreal. Nước tẩy trang này Lan dùng cho mắt và môi để tẩy mascara cũng như là son lì. Cái nước tẩy trang này rất là tốt, cái chai rất là bự và giá rất là rẻ, tẩy cũng rất là ổn. Nhưng mà Lan vẫn thích chai The Body Shop của mình hơn, nhưng mà vì hiện tại thì Lan chưa có đi ra khỏi nhà được, cho nên là Lan xài những gì mình đang có. Ngày nào mà Lan trang điểm như này á thì Lan sẽ sử dụng sáp tẩy trang. Sáp tẩy trang Lan dùng là của Vanilla Co. Đây là cái sáp tẩy trang Clinique Zero Cleansing Balm. Cái dòng màu vàng là dòng Nourishing, tức là dòng dưỡng ẩm, thấp ẩm để cho da không bị khô. Và Lan rất là thích cái sáp này, thích hơn cái Emis luôn á. Và thích hơn những cái sáp tẩy trang mà Lan thường hay dùng. Cái mùi rất là thơm. Lan dùng hết một lọ màu hồng bự rồi, hết một lọ màu tím bự rồi, Lan dùng tới màu vàng. Thì Lan thích cái lọ màu vàng nhất. Hai cái lọ màu tím với màu hồng thì nó hơi khô so với da của Lan Anh. Nếu mà ngày nào Lan không có make up đậm như này, Lan sẽ sử dụng nước tẩy trang của Bioderma. Đó, gần hết anh nhỉ.
thì chắc không phải nói gì nữa, đây là chai nước tẩy trang mà đã được vào danh sách 19 sản phẩm mà Lan thích nhất trong 2019. Tiếp theo là tới sữa rửa mặt, thì Lan vẫn sử dụng sữa rửa mặt của Asics White. Đây là sữa rửa mặt làm từ quinoa, Lan cũng đã review rồi, Lan sẽ để link review em này ở trên hoặc ở dưới. Lan không biết lúc đó Lan sẽ để ở đâu nữa. Nếu mà ngày nào Lan có trang điểm như thế này thì Lan sẽ sử dụng chung với máy rửa mặt Foreo màu tím, Foreo Mini, không phải Mini, Foreo Luna 3 luôn. Lan đã update lên rồi đó các bạn, không còn dùng Mini 2 nữa. Ting. Đó, tiếp đi. Còn nếu mà ngày nào không có makeup thì Lan chỉ sử dụng em này thôi. Wow, mới có tẩy trang thôi đó nha. Tiếp theo là tẩy da chết. Thì tẩy da chết, Lan vẫn sử dụng tẩy da chết hóa học. À, nếu mà các bạn nào mà đang cho con bú thì mình nên tránh AHA trên 15%, BHA trên 2%, retinoid và hydroquinone. Đây là tẩy da chết hóa học mà Lan mới mua, rất là đắt. Đây là của Biologic. Đây là một cái brand skincare kiểu đang rất là hot ở Việt Nam và rất là đắt. Và Lan thấy là Lan dùng là lotion B50T, là một cái loại lotion dành cho mọi loại da ở châu Á. Thì Lan định mua cái pigment và dành cho da mà kiểu có đốm nâu và các khả năng làm bật tông nhanh hơn. Nhưng mà Lan muốn thử em này trước. Thì em này á, nếu mà ngày nào da Lan anh đang yếu thì dùng em này rất là rát. Còn ngày nào mà da Lan khỏe dùng em này rất là mịn. Và Lan kiểu như là nó đánh bay được hết tất cả các loại mụn trên mặt Lan Anh luôn á, vì mặt Lan không có một cục mụn nào cả. Lúc mà có mụn thì đừng có dùng em này, nó sẽ rất là rát. Lan sẽ close up lại cho các bạn là da của Lan khi mà trang điểm nó rất là láng, nhất là cái phần mũi, bởi vì Lan dùng em này. Lan dùng em này 3 lần một tuần, còn nếu mà tuần nào Lan không trang điểm gì hết thì Lan dùng full tuần luôn. Tại vì da khỏe thì dùng full tuần luôn cũng được, còn nếu mà da yếu thì Lan chỉ dùng các ngày thôi. Và cách dùng em này không phải là đổ ra bông tẩy trang mà chà sát đâu nha, mà sử dụng bông tẩy trang để chấm nhẹ lên da. Nếu mà chà sát thì là sai quy cách dùng, thì Lan không biết hậu quả như thế nào, Lan không dám thử. Tiếp theo thì mình phải sử dụng serum cấp ẩm. Thì Lan có 3 loại serum đổi mỗi ngày. 3 serum này là của Dior hết. Đây là serum cấp nước, cấp đó là plum filler, cái này là đậm đặc tinh chất HA hyaluronic acid, cho nên là nó sẽ làm cho da của mình kiểu thông, tức là nó đầy hơn, nó mỏng nước hơn. Đây là serum chống lão hóa, đây là một chai serum rất là mắc, Dior Prestige. Cái này có 30ml thôi mà 6 triệu mấy. Nãy giờ quên nói mua đâu mấy này á. Giờ nói lại thì hơi ấy, hồi lên là sẽ để link ở bên dưới cho mọi người tham khảo nha. Thì cái này Lan mua ở Vincom hay Takashimaya gì, nói chung là mấy cái quầy Dior á. Đây thì cái này 6 triệu mấy, cái này 2 triệu 7, 50 thì phải. Thì Lan đổi mỗi ngày thôi. Cái này thì nó là một cái dạng serum thần thánh của Lan, tức là khi mà da Lan rất là mệt mỏi nè, kiểu cần boost lên cho nó nhìn tươi tắn, thoải mái hơn, thì Lan sử dụng em này, vì nó đắt quá cho nên là Lan không dám dùng nhiều á. Mà chỉ cần sử dụng 3 ngày liên tiếp thôi là da các bạn kiểu như nó là một cái làn da mới luôn á, như kem trộn gì. Tiếp theo là một cái em mà Lan rất là thích hiện nay, mà nếu các bạn coi video gần đây của Lan sẽ thấy em này xuất hiện nhiều, đó chính là Dior Capture Total Super Potent Serum. Thì cái em serum này là Lan Anh dùng nhiều nhất trong cái quá trình ở cử của Lan Anh, thì nó làm cho da Lan Anh sáng lên rất là nhiều, nó làm cho tất cả những cái kem nền mà Lan mua nó tiệt vào da của Lan luôn, tức là Lan luôn mua kem nền nó sáng hơn nửa tông, mà bây giờ nó đã sáng hơn bằng kem nền rồi. Đó là các bạn biết là nó là một sự nỗ lực, một cái sự hiệu quả trên da Lan rất là lớn nhờ em này. Để nói về kết cấu nha, đây là một cái em serum lỏng nè, lỏng nhất trong ba lọ. Thì cái em này thường á Lan Anh sẽ dùng vào ngày nào mà Lan Anh da Lan Anh đủ ẩm và không cần nhiều cái sự ẩm mượt trên da lắm thì Lan sẽ dùng em đó. Cái hiệu quả Lan thấy đó chính là kết hợp hai em này chung với nhau á, nó sẽ làm cho da Lan Anh bớt nứt, bớt khô hơn rất là nhiều, nhưng mà không có làm sáng. Còn nếu mà làm sáng trắng da thì đây chính là em này, Capture Total. Tới kem dưỡng thì Lan Anh dùng nguyên bộ của Dior cái hồi nãy luôn á, là đây kem dưỡng Capture Total. Hai kem này là Lan Anh
được Dior mời đi một cái workshop và được tặng cái bộ này để dùng và review. Thì đấy, đây là bộ đôi mà làm cho Dior sáng, trắng sáng, ngọc ngà mà kiểu như là bắt sáng luôn á, bắt được ánh sáng mỗi lúc mọi nơi và da rất là glowy. Có những ngày Lan rất lười luôn nha, Lan không skincare buổi tối luôn, chỉ tẩy trang hết kem chống nắng rồi Lan đi ngủ rồi đó. Nhưng mà da Lan vẫn đủ ẩm và rất là sáng, nó không có bị sạm, không có bị mệt mỏi, không có bị, nói chung là không có bị những cái vấn đề mà Lan không thích. Vậy đi, đó chính là những gì mà Lan áp dụng trong thời kỳ ở cữ, nó rất là nhiều. Không chỉ dùng cái này không mà Lan có dùng thực phẩm chức năng nữa. Thì thực phẩm chức năng Lan Anh sẽ nói ở một video khác, bởi vì Lan cũng phải test đủ 3 tháng thì Lan mới làm video đó được. Bởi vì thuốc uống vào người mà đúng không, thì nó sẽ khác so với cái gì bôi lên mặt. Bôi lên mặt thì tầm 1-2 tháng là có thể review được. Ấy, đó chính là những gì mà Lan muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Nhắc lại một lần cuối, đó chính là các bạn nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe, tăng cường đề kháng, hạn chế ra đường. Và nếu các bạn thích thì các bạn hãy shopping online giống như anh nhà. Ở lần ở cửa là chỉ shopping online thôi. Ok, hẹn gặp mọi người trong các video lần sau nha. Và đừng quên là nhấn subscribe YouTube channel của Lan Anh, follow Lan trên Facebook, Instagram, để chúng mình có thể update tình hình của nhau vào cái thời gian mà không được đi đâu này. Hẹn gặp mọi người trong các video lần sau. Bye bye.